tự nhiên hỏi cách cớ trời. Hỏi thì khó trả lời, mấy ông trả lời giùm tôi coi. Đi hát bao nhiêu lâu mà gần cô gái đẹp như vậy, giờ tài giỏi nè, hát hay đẹp nè, nói chuyện có duyên vậy, lửa gần rơm bà mẹ nó không cháy cũng uổng. Nhưng mà rồi đụng rơm ướt rồi. Mạnh Quỳnh bất ngờ tuyên bố Phi Nhung sẽ có mặt tại đêm live show, sự thật là gì? Mới đây trên trang chính thức tổ chức live show Nhớ Nhung diễn ra vào cuối tháng 4 này đã chính thức thông báo tin cực vui gửi đến các quý khán giả yêu mến cặp song ca huyền thoại Mạnh Quỳnh Phi Nhung. Sẽ có tiết mục song ca đặc biệt của anh chị trên sân khấu diễn ra vào 8 giờ ngày 28 tháng 4 tại quận 7. Một trong những điểm nhấn đặc sắc của chương trình chính là màn song ca đặc biệt của anh chị lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu tại Việt Nam. Được biết, ca khúc dành cho tiết mục song ca do chính anh Mạnh Quỳnh lựa chọn với tất cả tâm tư. Màn trình diễn được tái hiện sống động với công nghệ ảo, hình ảnh đôi song ca huyền thoại trên sân khấu khiến người xem đắm chìm trong không gian, cảm xúc từ những thước phim chân thật. Lần đầu tiên được sử dụng tại live show giữa không gian khu vườn lãng mạn của địa điểm tổ chức. Sau khi Phi Nhung hoàn thành sứ mệnh thiên sứ của mình, người bạn tri kỷ là ca sĩ Mạnh Quỳnh đã rất đau buồn và sáng tác các ca khúc để tặng riêng cho Phi Nhung. Anh đã quyết định ngay trong đêm, đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất anh thể hiện các ca khúc này. Chương trình sẽ giới hạn người xem trong không gian riêng tư, gần gũi như một buổi họp mặt gia đình nhỏ. Mời quý vị xem phần giới thiệu chính thức của chương trình. Cái trở sao? Và dối mình cánh trời. Nhung để ta ơi, anh để ta yêu suốt đời. Ngay cả em hay là ngay cả anh cũng đều không biết ngày mai chúng ta sẽ thế nào. Ai sẽ phải để tan ai? Ai sẽ phải đi trước? Từ giờ về sau, anh phải biết giữ sức khỏe. Hãy sống thật tốt. Hãy sống thay phần của em. Hãy hát và hát thay phần của em anh nhé. Hãy nhớ là ăn uống đầy đủ. Và nếu như anh có về Việt Nam thì lần tới này em không ra đón anh được nữa rồi. Cuộc đời này như thế là quá tốt với em rồi. Chỉ là có đôi khi em thật sự rất mệt. Rất mệt. Chúng ta là một đôi anh nhỉ, là hai mảnh ghép. Một mảnh ghép là em. Anh ơi, em mệt rồi. Em thật sự rất mệt rồi. Em đi lần này sẽ không quay về nữa đâu.